Lại có thêm một sự việc đau lòng xảy ra vì uống rượu ngâm các loại cây không rõ nguồn gốc. Khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận hai vợ chồng có uống rượu ngâm cây thuốc. Người chồng thì đã tử vong, còn vợ thì đang trong tình trạng nguy kịch. Theo đó, nạn nhân tử vong là một người đàn ông sinh năm 1953, trú tại thôn Bản Roạt, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, còn vợ sinh năm 1962 nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo lời kể của người nhà nạn nhân, hai vợ chồng có uống rượu ngâm cây thuốc không rõ loại. Trước khi vào viện khoảng một tiếng, người vợ cảm thấy mệt, đau đầu, còn chồng thì nằm bất động trên giường. Gia đình gọi hỏi nhưng không thấy trả lời. Khi đến viện thì đã tử vong. Các bác sĩ cấp cứu, hồi sức tích cực người vợ. Sau 4 ngày điều trị, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và được xuất viện. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, thời gian vừa qua tình trạng ngộ độc rượu đang có chiều hướng gia tăng. Chỉ tính từ tháng 8 năm 2018 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 28 trường hợp nhập viện do ngộ độc rượu. Tại các tỉnh miền núi, trong đó có Lạng Sơn, người dân thường dùng các bộ phận một số loại cây rừng để ngâm rượu. Một số loại cây chứa độc có hình dáng giống với cây thuốc, khó phân biệt bằng mắt thường, rất nguy hiểm